Bản tin thời tiết ngày 18 tháng 11, Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 18 tháng 11, các tỉnh miền Trung Bộ có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh phía Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, nên các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm ngày 18 tháng 11 có mưa rào rải rác và có nơi mưa dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27, cao nhất từ 30 đến 33 và có nơi trên 33. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.